còn có Ngày 26 thông tháng 4 báo tại Hà chính thức Nội, vào Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam CAC đã tổ chức hội nghị triển khai thông tư 15/2023 TT-NHNN ngày 5 tháng 12 năm 2023 và quyết định 573 QĐ-NHNN ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng. Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Tiến Dũng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cùng gần 400 đại biểu là đại diện một số cục vụ thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng có trụ sở chính tại Hà Nội, và khoảng hơn 100 đại biểu là đại diện ban lãnh đạo và cán bộ nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh, thành phố tham gia theo hình thức trực tuyến. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng ghi nhận sự cố gắng của các cục vụ và CAC kịp thời tham mưu để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 15/2023 và bộ chỉ tiêu của thông tư. Chúng ta thấy là thông tin về thông tin tín dụng thì ngày càng trở thành một cái thông tin vô cùng quan trọng, nói thế, đối với hoạt động ngân hàng, đối với cơ quan trong hệ thống ngân hàng nữa. Những ai làm ngân hàng rồi thì mới biết được rằng là khi cho vay, mà không chỉ hoạt động cho vay đâu, chúng tôi cũng vừa đi làm việc với một số tổ chức nước ngoài, thấy là kể cả hoạt động về mở tài khoản, kể cả hoạt động thanh toán và các hoạt động khác thì sử dụng thông tin tín dụng rất nhiều, tôi cũng phải nói như thế. Và với các nước phát triển thì hoạt động ngân hàng không bao giờ tách rời thông tin tín dụng, và thông tin tín dụng là một hoạt động gần như là cốt lõi trong gắn với hầu hết các hoạt động của các ngân hàng phát triển, và Việt Nam chúng ta đang đi theo xu thế đó. Ông Lê Trung Kiên, Phó Cục trưởng Cục Giám sát An toàn Hoạt động Ngân hàng, đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng, đã giới thiệu về thông tư 15-2023 với 3 nội dung chính, trong đó tập trung vào những điểm mới của thông tư 15 so với thông tư 03. Trong khuôn khổ hội nghị, ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc CAC, giới thiệu về hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành tại quyết định 573 và hướng dẫn tổ chức tín dụng báo cáo dữ liệu theo hệ thống chỉ tiêu mới. Về nội dung chính của quyết định 573 thì bao gồm có 5 phần. Thứ nhất là về bố cục và hiệu lực của quyết định 573, hai là các cái nội dung thay đổi chính so với hệ thống chỉ tiêu ban hành kèm theo thông tư 03/2013 của Thống đốc Ngân hàng nước, và nội dung thứ ba là hướng dẫn báo cáo hệ thống chỉ tiêu thông tín dụng theo các cái mẫu file, và thứ tư là hướng dẫn chi tiết về các cái trường thông tin trong các cái file báo cáo, và cuối cùng là hướng dẫn về các cái phương thức gửi dữ liệu. Tại đây, các diễn giả và đại biểu tham dự đã có một phiên thảo luận sôi nổi, cởi mở, trong đó các câu hỏi của các tổ chức tín dụng liên quan đến việc triển khai thông tư 15/2023 đã được giải đáp cụ thể chi tiết. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Cao Văn Bình, Tổng Giám đốc CAC cho biết, để triển khai thông tư 15/2023 có hiệu quả, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự phối hợp chặt chẽ của các bên. Về phía CAC thì cũng báo cáo đồng chí là chúng tôi cũng đã chủ động chuẩn bị các hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực cũng như là các công tác liên quan khác, và thiết lập các kênh hỗ trợ trực tuyến trực tiếp, và chúng tôi cũng sẽ hứa là sẽ cam kết đồng hành cùng các tổ ứng dụng trong việc triển khai thực hiện cái thông tư này. Được biết, sau hội nghị này, CAC dự kiến sẽ tổ chức hội nghị triển khai thông tư 15/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 9 tháng 5 năm 2024 tới đây.